Được rồi, nói chung là mỗi một ngày một chủ đề khác nhau Và bây giờ thì nó hay hay ho là mình sẽ lưu lại cái file này cho mọi người nhé Lưu lại trực tiếp cái bài báo này này đấy, Bởi vì là kiểu báo mất tiền thế cho nên là nhiều nhiều bạn sẽ không có truy cập được ấy. Mình lưu lại xong rồi mình tống hết nó vào trong một cái thư mục đấy, Các bạn có thể truy cập được thư mục đấy Đọc lại đúng không? Bắt trước các cái cấu trúc của nó Ok nào, a bill uh, to force TikTok sale in the United States has been criticized by Belgium Uh, but has not triggered a high alert public response or retaliation. Một cái nghị định được thông qua để mà yêu cầu để mà bắt buộc ấy, hay là kiểu như để gia tăng sức ép với lại cái danh số của TikTok ở nước Mỹ thì đã bị chỉ trích này bởi uh, Thượng Hải nhưng mà nó không gây ra cái sự phản hồi quá là rộng rãi mang tính chất là đề phòng quá là đông của công chúng hoặc là cái sự phản pháo phản bác lại của công chúng ở bill ấy, nó có thể kiểu liên quan đến luật thì tức là kiểu một cái nghị định nhá hoặc là một cái một cái nhánh luật thì đấy gọi là một cái bill từ từ mình phóng to lên cho các bạn nhìn rõ này ở cái bill đấy, bình thường một cái dollar bill tức là một cái tờ tiền nhưng mà đây trong cái văn cảnh liên quan đến luật lá thì tức là một cái nhánh của luật Đấy, nó gọi là một cái bill rồi tiếp theo và sale đúng không tức là cái doanh số của nó doanh số bán hàng của nó uh, has been criticized đã bị chỉ trích nhá bởi thượng hải nhưng mà không có trigger trigger chính là một cái cò súng Đấy, một cái cò để mà chúng ta bóp vào cái khẩu súng nó bắn ra dùng một dạng động từ thì tức là nó châm ngòi cho một thứ gì đó rất là tiêu cực à ờ ừ, đúng 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 Bắc Kinh <laughs> nhìn nhiều khi nhìn cái thủ đô của nó quên mất tên đó. bắc kinh đấy thì đã trigger tức là kiểu đã châm ngòi đã gây ra cái sự phản hồi uh, của công chúng mà mang tính đề phòng cao chúng ta sẽ có cái public response đó, response cái sự hồi đáp này nhưng mà high alert alert tức là cảnh báo vậy thì đây có sức đề phòng cao Đúng không? Uh, và tiếp theo retaliate tức là mình mình uh, phản pháo lại một ai đó mình bật lại người ta Đấy, rồi là mình kháng lại người ta đúng không? bằng cái việc là đáp trả y những thứ gì người ta gây ra cho mình á, thì gọi là retaliate Đấy, và đây là danh từ retaliation, rồi sự phản pháo. Uh, now China này has criticized US lawmakers. Trung Quốc thì đã chỉ trích những cái người dựng luật của nước Mỹ về cái nghị định mà nó có thể sẽ gây sức ép với lại cái doanh số của top top ở US. Đấy Um, chúng ta thấy là cái legislation đó chết đọc những cái chủ đề này nó hơi nhạy cảm có thể là nó sẽ bị giới hạn mình không rõ nữa đấy, nhưng mà nếu mà giới hạn thì mình sẽ phải reset lại cái live nha các bạn nhé. Nào, legislation tức là nó bằng từ law đấy, có thể kiểu như là nó ban hành cái luật đấy đúng không tức là nó ban hành cái legislation đó rồi còn lawmaker tức là những người làm luật đó những người mà kiểu như trực tiếp trong chính phủ xong rồi là tạo ra cái luật đấy rồi nội dung, nội dung chính của cái bài báo này đây không phải là lần đầu tiên trung quốc đã chứng kiến một cái cuộc khủng hoảng hoặc kiểu một cái sự hỗn loạn uh, về cái phương tiện tiêu dùng top top ở washington nào chúng ta có cái từ frenzy ấy thì đấy có thể coi như là một cái sự mà hỗn độn xong rồi tất cả mọi người đều cuống cuồng thì đó là cái a frenzy đấy, a frenzy over tiktok đúng không Um, thì ý của nó có là một cái một cái sự hỗn loạn về tiktok mà nó kiểu như là khiến cho cả cái thành phố washington phải 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 cuống cuồng lên chúng ta có thể hiểu, như thế nào cái này nó cần cái kia tức là nó thâu tóm cái kia đấy hoặc là kiểu nó thống trị cái kia nhá cái này nó cần cái kia tức là nó thâu tóm cái kia đó và đây là một cái cơn hoảng loạn một cái cơn hỗn loạn về Top Top nó đã thâu tóm cả Washington. Rồi rồi, nào năm 2020 thì uh, tổng thống cựu tổng thống Donald Trump đã ban hành một cái một cái lệnh triển khai hoặc là kiểu một cái lệnh quản lý mà nó sẽ ép những người sở hữu từ từ những người sở hữu quốc uh, những người Trung Quốc sở hữu Top Top này phải bán cái nền tảng nổi tiếng này. Chúng ta sẽ có là former cộng với president đúng không? tức là trước đó ông ta đã là tổng thống, còn bây giờ không phải là đương nhiệm nữa rồi. Eh, issue một thứ gì đó, tức là ban hành từ đấy ra. Đây là từ C2 nhá Danh từ nó là um, vấn đề, nhưng ở dạng động từ tức là đề xuất, đề ra. Executive tức là liên quan đến quản lý, liên quan đến những người điều hành. Và đây order tức là một mệnh lệnh. Đó, một mệnh lệnh mang tính điều hành mà nó sẽ force những người sở hữu TikTok uh, phải bán cái nền tảng phổ biến này. Nhưng mà Bắc Kinh thì uh, từ từ dồi, toàn từ khó thế này. Ô, mình phải nhìn qua đã. Foiled a takeover bid này by American buyers by slapping curbs on technology exports. Okay, các bạn nhìn thấy kiểu cái câu này nhìn thôi cũng nhiều từ khó rồi đúng không? Đầu tiên nhá, take over tức là chiếm hoặc là mình thâu tóm một thứ gì đó còn biết chính là cái mức cược hay là cái gọi là cái đề nghị của mình đưa ra Đấy, và đây có thể hiểu là có thể hiểu là cái offer để mà thâu tóm cái nền tảng đó Đấy, bởi những cái người mua ở nước mỹ đó và đây có thể hiểu là bắc kinh nhá đã chỉ trích này bắc kinh đã từ chối này bắc, uh, bắc kinh đã 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 phản kháng lại cái lời đề nghị mua cái nền tảng đó bởi những cái nhà đầu tư của nước Mỹ bằng cái việc đó là đặt ra những cái lệnh cấm hoặc là đặt ra những cái mức giảm thiểu đối với lại mặt hàng xuất khẩu công nghệ toàn từ khó các bạn thấy là báo ban tám công nhận là kinh thật đấy thích over một thứ gì đó tức là chiếm từ đấy nhá và đây nó dùng ở dạng danh từ bổ nghĩa cho từ biết ở đây đấy, tức là một cái lời đề nghị để mà thâu tóm doanh nghiệp slap slap tức là vả hoặc là vỗ một thứ gì đó nghĩa ẩn dụ của nó tức là ép đặt đấy và curb curb chính là cái vỉa hè dùng một dạng ẩn dụ động từ thì tức là hành động giảm thiểu một thứ gì đó đấy vậy thì đây đó là những sự giảm trừ à, đối với lại technology export export dùng một dạng danh từ tức là cái mặt hàng xuất khẩu hoặc là cái lượng hàng xuất khẩu đấy còn từ foil này có thể hiểu là kháng lại nhé à, chống lại bởi vì bởi vì tại sao cái giấy đây bởi vì cái bình thường ấy cái lá thiếc cái kim loại hay là cái giấy mà chúng ta để lót uh, nồi chiên không dầu ấy, đúng không thì đấy gọi là tin foil và nó có cái mặt ánh sáng mà nó phản chiếu kiểu nó phản xạ lại cái ánh sáng ấy. thì nếu mà nghĩ ẩn dụ của từ foil này nhé các bạn có thể hiểu là nó kháng lại nó phản lại đấy nó phải hiểu theo nghĩa ẩn dụ những cái ban tám đổ lên là nó đều hiểu phải gọi là liên tưởng uh, sâu sắc rồi nào, năm ngoái này, những người làm luật ở Montana thì đã thực hiện một cái lệnh cấm với lại nền tảng TikTok ở trên ở trong cái khu vực bang này. Nhưng mà luật cái luật đó thì nó đã được chặn lại bởi một cái vị thẩm phán liên bang trước khi mà nó có thể được thi hành, nó có thể được triển khai. Lawmakers, những người làm luật được chưa? Ở Montana, uh, enact một thứ gì đó khi mà đi với luật ấy thì tức là apply cái luật đấy. Uh, nhớ nhá inact inact nó đây này bởi vì act thì tức là hành vi đúng không hoặc là kiểu các bạn dùng ở dạng động từ tức là thực hiện nhưng mà in cộng với một động từ thì tức là tạo ra cái trạng thái tạo điều kiện cho cái hành động đấy nó được diễn ra đấy vậy thì inact có thể hiểu là kích hoạt nha kích hoạt ui lại báo ban tám đọc các bạn thấy là đau đầu đúng không dã man thật nó dùng từ foil này này đã thấy là sướng rồi đó. kháng lại phản lại nào, a ban tức là một cái lệnh cấm nhá In the state, tức là ở cái bang Montana đó Nhưng mà cái luật này nó bị blocked Tức là nó bị chặn lại bởi một cái federal judge Tức là một ông thẩm phán liên bang ừ, Trước khi nó có thể take effect Tức là nó có thể kiểu có hiệu lực Cái thứ gì mà nó take effect nhá Thì tức là nó có hiệu lực đó. Còn bây giờ thì những người ban hành luật ở nước Mỹ Lại một lần nữa cố gắng để mà Bắt ép cái nền tảng Biden uh, Đó à không bắt ép cái người có tên là Biden hoặc là kiểu như cái công ty có tên là Biden đó chính là một người sở hữu ở um, ở bề phía Trung Quốc của TikTok là hãy từ bỏ cái quyền kiểm soát đối với lại cái ứng dụng này vào ngày thứ tư thì Nhà Trắng đã đưa ra một cái bill tức là đưa ra một cái nghị định theo một số phiếu bầu đó là 352 phiếu đồng ý đối với lại 65 phiếu phản đối rằng nó sẽ yêu cầu nó sẽ bắt ép cái tổ chức Biden phải hoặc là bán cái nền tảng TikTok hoặc là phải nhìn thấy nó bị cấm ở nước Mỹ thì chúng ta sẽ có cái từ attempt nó dùng ở dạng động từ đúng không? tức là một lần nữa đang cố gắng để mà force tức là tạo sức ép gây sức ép cho cái bên này là dự luật à ừ, ok có thể hiểu là dự luật nhá cái bill nói chung là một nhánh của luật đó. nào give up control đúng không? tức là từ bỏ cái quyền kiểm soát về cái ứng dụng này ừ. rồi pass thì tức là thông qua nhé trong cái văn cảnh liên quan đến một cái nghị luật một cái điều luật đúng không dự luật thì tức là thông qua cái luật đấy cũng khá là giống cái từ issue ở phía bên trên nhỉ đấy, ban hành nhá và đây thông qua này nào khi mà nó so sánh bên này với bên kia các bạn dùng từ to đúng không và đây là 352 phiếu đồng ý với lại 65 phiếu phản đối Either cái này or cái kia hoặc là bán cái ứng dụng hoặc là nhìn thấy nó bị cấm, đó. Tức là kiểu như cái tác động là nó diễn ra bởi đối tượng bên ngoài. Đó. Hành động C là do phía mình đúng không? Mình phải chủ động nhìn thấy nó bị cấm bởi nước Mỹ. Rồi, uh, Favor lại là những từ nâng cao như thế này nhỉ? Nhưng mà cái 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 sự hỗn loạn này thì nó vẫn chưa có châm ngòi cho một cái sự phản hồi của... không không nhưng mà cái sự hỗn loạn này này nó vẫn chưa có gây ra một cái phản hồi đầy uh, hoang mang hoặc là phản hồi đầy nghi ngờ đầy đầy nghi ngờ vừa nãy mình dịch là cái gì nhỉ một cái phản hồi mà nó đầy tính đề phòng đúng rồi đến từ những người đứng đầu của Trung Quốc này hoặc là nó vẫn chưa có kích hoạt nó vẫn chưa có châm ngòi cho những cái rủi ro những cái sự đe dọa mang tính chất phản kháo, phản kháng chống lại những cái công ty ở phía mỹ nhà chúng ta sẽ có từ fever ở đây có thể hiểu nó bằng từ frenzy ở phía bên trên chính là một cái sự hỗn loạn tất cả mọi người kiểu như cuống cuồng xong rồi là đều trong cái trạng thái mà nó uh, không có bình ổn được đúng không có thể hiểu là cái fever đây là như thế Trigger thì giải thích dễ hơn, nó là cái ngòi súng, nó là cái cò súng và dùng ở dạng động từ, tức là nó châm ngòi cho một cái điều gì đó tiêu cực xảy ra. Đấy, vừa nãy mình nói là kích hoạt nhá. High alert tức là có cái sự đề phòng cao. Uh, response đúng không? Tức là cái sự hồi đáp, cái sự kiểu như quyết định phản hồi lại từ phía của China's leaders, tức là những người đứng đầu Trung Quốc thôi. Còn from một thứ gì đó, from là gợi ý đấy gợi ý thế thì nếu ở dạng động từ tức là gợi ra một thứ gì nhá gợi ra một thứ gì đấy hoặc là kiểu các bạn hiểu theo một cái nghĩa mà nó mạnh hơn một chút thì tức là dẫn đến cái gì dẫn đến cái retaliatory threats tức là những cái sự đe dọa này mang tính chất phản pháo phản kháng đã dịch cái từ retaliate rồi đúng không tức là mình muốn đập lại người ta mình muốn bật lại người ta đấy, chống lại những cái công ty của nước mỹ này thay vào đó thì những cái người đứng đầu Um, hoặc là kiểu những cái viên chức hay là kiểu giới cầm quyền ở Bắc Kinh thì đã blasted the bill, đã chỉ trích cái dự luật đó, nhưng mà phần lớn thì nhắc đi nhắc lại những cái lời chỉ những 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 cái lời chỉ trích thường xuyên về cái chính sách của nước Mỹ. Đó là những thứ mà nó không hề công bằng với lại Trung Quốc. Nào, mình sẽ có từ blast Đầu tiên nhá, officials in Beijing đúng không? Tức là những kinh giới cầm quyền hay là những cái người đứng đầu hoặc là những cái ông ở trong chính phủ ấy, ở Bắc Kinh ấy thì đã blasted the bill. Nó toàn dùng ẩn dụ thôi. Blast chính là một vụ nổ dùng ở dạng động từ tức là khiến cho cái thứ đấy đúng không? Nó bị nổ tung. Nghĩa ẩn dụ ở đây tức là chỉ trích nó đấy. đấy chỉ trích nó. Kiểu lên tiếng đúng không? Mày thế này, mày thế kia cái luật này vẫn rất là vớ vẩn. Nhưng mà phần lớn thì giới cầm quyền ở Bắc Kinh chỉ nhắc đi nhắc lại những lời chỉ trích thường thường lệ về cơ chế quản lý của nước Mỹ. Nó vô cùng là thiếu công bằng với lại Trung Quốc thôi. Re, um, reiterate, tức là nhắc lại một thứ gì đó nhé. Reiterate, còn common criticisms, đúng không? Tức là những lời chỉ trích mà thường xuyên từ trước đến giờ vẫn thế. Rồi có rất, có một vài lý do cho cái sự um, cái gì nhỉ giữ mình của họ Đấy, những chuyên gia nói dẫu cho ui dồi, toàn từ chính trị này dẫu cho cái sự ủng hộ của nhà trắng đối với lại cái dự luật này thì nó vẫn phải đối mặt với lại một cái số phận không thể nào mà xác định được in the Senate Mr Trump có thể hiểu là trong cái trong cái gọi là cái tổ ủy viên của ông Trump chính sách vừa nãy bạn ấy bảo là dự luật đấy nói chung là kiểu chính sách hay dự luật thì nó đều làm kiểu một nhánh liên quan đến luật đúng không? Đấy. Còn chính sách ở đây thì gọi là policy. Rồi có một vài lý do nhá, several tức là nói đến một kiểu như đếm trên đầu ngón tay đúng không? Một vài lý do. Restraint thì bình thường ấy, nó là cái sự hãm hoặc là giữ một thứ gì đó không cho nó bứt ra à, và đây là kiểu như có thể hiểu là sự kiềm kiềm chế của họ giữ mình của họ despite cái này có nghĩa là dẫu cho cái đấy dẫu ừ vừa nãy dịch ra kiềm chế mà sự kiềm chế của họ đúng không Để kiểu không không dám chửi bọn mỹ chửi bọn mỹ chết ngay đúng không đừng có vớ vẩn nào despite dẫu cho này cái cái bipartisan Vậy thì đã gọi là buy thì tức là xong đúng không? Vậy thì uh, tức là cái bên bên Mỹ ấy, thì nó sẽ có hai cái đảng đó và nếu mà kiểu buy partisan này support thì tức là kiểu như nói đến sự ủng hộ của cả hai bên. Đảng Cộng hòa cũng như là Đảng dân chủ. Đấy, của cái dự luật đó nhá. Nhưng mà cái dự luật đấy, dự luật đấy nó vẫn đối mặt với lại một cái số phận không thể nào xác định được trong cái tổ ủy viên của ông Trump. Ừ face tức là đối mặt với một thứ gì đó và fate chính là cái kết cục đúng không hoặc là cái định mệnh của nó. Rồi the expected Republican uh, presidential nominee và ông Trump này chính là cái người được uh, bầu cử cái gì nhỉ? gọi là kiểu uh, một ứng cử viên cho vị trí tổng thống đến từ đảng cộng hòa đấy đó được kỳ vọng. Bởi vì presidential tức là tính từ từ president mà Yeah. và nominee đúng không tức là kiểu người đã được bầu cử người đã được kiểu như trúng cử ông trump ông ấy nói rằng ông ấy phản đối cái nghị luật này hoặc là cái dự luật này dẫu cho cái cái quyết định mang tính chất điều hành vào năm 2022 à 2020 của ông ấy chống lại tiktok và trung quốc thì có những cái công cụ pháp lý nó có thể sử dụng để mà cố gắng ngăn chặn bất cứ một cái um, hình thức buôn bán nào, đó, hoặc kiểu như bất cứ một cái gọi là một cái 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 um, sự buôn bán nào liên quan đến cái nền tảng này. nào chúng ta sẽ có cái từ này nhá, oppose, oppose một thứ gì đó tức là kiểu mình phản đối lại thứ đấy. Không đây là báo báo ban tám um, New York Times. Ừ. Báo này ấy, nó còn hơn cả IELTS. Nói thật luôn ạ Nào, opposes ờ, nó đi với lại hi đúng không tức là kiểu nó nó chia hiện tại đơn thôi ông ta phản đối cái bill cái dự luật này dẫu cho cái quyết định về cái mệnh lệnh uh, điều hành năm 2020 của ông ta executive tức là liên quan đến giới điều hành kiểu giới quản lý Đấy. còn order tức là mệnh lệnh nhé chống lại top top này và legal tools tức là cái, cái công cụ pháp lý được chưa công cụ liên quan đến luật Đấy, mà nó có thể sử dụng để mà cố gắng ngăn chặn bất cứ một cái hình thức mua bán nào trên cái um, phạm vi của nước mỹ đối với là cái nền tảng này nào trung quốc thì nó chưa sẵn sàng để mà uh, đây chưa sẵn sàng để mà kích hoạt một cái mức độ phản kháng toàn diện chống lại cái thứ mà nước mỹ đang làm Đấy, chúng ta thấy là có những câu mà nó kinh khủng không nào pull the trigger tức là kéo cái cò súng tức là khiến cho một thứ gì đó nó được bắn ra đúng không kích hoạt nó đấy thường là những thứ mà nó tiêu cực đó. hoặc là kiểu cái phạm vi mức độ của nó lớn pull the trigger nhé còn outright thì đó là một tính từ nhấn mạnh cho cái hành động pull làm một thứ gì đó outright thì tức là làm một cách vô cùng là dứt khoát đấy và đây full scale retaliation retaliate thì tức là bật lại người ta đúng không hoặc là kiểu phản kháng lại người ta đấy kiểu đánh trả thì full scale tức cái mức độ của nó là hoàn toàn nhá toàn diện luôn chưa sẵn sàng đâu đối với lại cái thứ mà nước mỹ đang làm ông scott kennedy một chuyên gia uh, của trung quốc ở cái trung tâm đây, trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược ở washington chúng ta sẽ có cái từ specialist tức là liên quan những thứ gì mà là kiểu chuyên môn đúng không nói về special mà đấy một chuyên môn viên nhé Hoặc là kiểu một chuyên viên đi à, Còn Center for Strategic and International Studies Tức là những cái nghiên cứu này Quốc tế Và liên quan đến tính chiến lược Strategy là chiến lược mà đúng không Cái chiến thuật mà thì đây là tính từ của nó đấy Về mặt chiến lược á à, Top top thì có một Top top đã có được một cái ảnh hưởng Rất là rộng rãi ở nước Mỹ Cụ thể là trong giới trẻ trong số những người trẻ. Nó có một cái khối lượng người dùng ước tính đó là 170 triệu người dùng ở nước Mỹ. Nó đã gia tăng từ 100 triệu trong năm 2022. À, à sorry, 2020. Đầu tiên nhá, cái influence tức là cái ảnh hưởng. rồi nhưng mà từ will này này. Từ will này. Từ will. Cái gì đấy? Đấy, từ will từ will uh, cái này thường nó đi với lại vũ khí khi mà mình will một cái vũ khí thì tức là mình vung cái vũ khí đấy mình bắt đầu gọi là sử dụng nó đó và nếu mà đi với từ influence đúng không vậy thì tức là à nó đã gây ra được một cái ảnh hưởng đó ui ui, cái cấu trúc này c 2 trong ielts luôn là gì nữa nhớ nhá will một cái vũ khí hoặc là will một cái công cụ nào đó tức là mình sử dụng cái công cụ đấy và nếu nó đi với influence thì tức là nó đã gây ra được cái hiệu ứng, gây ra được cái influence ở nước Mỹ. Rồi. À à wield, đúng không? Will thì nghĩa đen của nó là hàn xì. Nha hàn xì, Đấy right. Và tất nhiên là một welder đúng không? Tức là kiểu một người mà đi làm thợ hàn á. Right. Chúng ta cứ hình dung nhá, cái tia lửa điện mà nó hàn xì nó bắn ra đúng không? Vì thì đây coi là kiểu như đã tạo ra này, Đấy, đã tạo ra một cái ảnh hưởng. Đó. Ghi ẩn dụ mà Rồi tiếp theo nó có một cái estimated uh, 170 million users Tức là kiểu một cái khối lượng ước tính Một cái con số ước tính Bởi vì estimate mà đúng không Dự tính, ước tính Nó dùng ED tức là đã được dự tính thôi Và up from đó là cái cách miêu tả Đã đi lên từ 100 triệu Rồi nó thậm chí còn có một cái dấu ấn Toàn cầu lớn hơn tức là cái thằng top top ấy, nó thậm chí còn có một cái dấu ấn toàn cầu lớn hơn với một cái con số ước tính sử dụng đó là 1 tỷ người dùng xuyên suốt 140 quốc gia. Các bạn thấy là nó paraphrase dã man không? Bây giờ nha, nó không gọi là wield một cái wide influence nữa, tức là kiểu có một cái ảnh hưởng rất là rộng nữa mà nó đang nói rằng có một cái dấu chân toàn cầu. Ờ tức là nó nói đến kiểu như cái sự hiện diện của nó ở toàn cầu đúng không? Footprint, dấu ấn mà, dấu chân mà Rồi, dấu chân còn lớn hơn Ở phạm vi toàn cầu <laughs> Đọc cái này sướng nhỉ Và tiếp theo này Cái um, phiên bản top top Của công ty Trung Quốc Bydance Có tên là Dozen Đã có nhiều hơn 600 triệu Những người dùng hàng ngày Đấy, tính đến giữa năm 2020 Và cái lần cuối The last time it The last time it reported those statistics Đó là lần cuối mà nó đã báo cáo những cái dữ liệu thống kê đấy ừ. Thì đây uh, chúng ta sẽ có cái Chinese version of TikTok Đúng không? Tức là cái phiên bản Trung Quốc của TopTop Top Có tên là Douyin. Daily active users Tức là những người sử dụng nhưng mà kiểu tính trong ngày Có nhiều cái thì nó dịch ra tiếng Việt khó Đấy, nhiều cái nó dịch ra tiếng Việt khó nhưng mà có những bạn mà muốn kiểu hiểu sâu sắc cái từ đấy thì mình vẫn phải dịch xong rồi là um, phiên cái gì nhỉ nó gọi là giải nghĩa đấy, giải nghĩa rồi lần cuối mà nó đã báo cáo cái những dữ liệu đấy này dữ liệu thống kê này statistics thường nó dùng ở dạng số nhiều á khi mà mình đưa ra kể cả một con số đấy, thì mình vẫn phải gọi đó là statistics ở dạng số nhiều ở Washington thì những người làm luật những người ban hành luật nói rằng Bắc Kinh có thể sử dụng top top để mà lan tỏa những cái thông điệp liên quan đến cái gì? Ơ, ờ, cái đảng của chúng ta nó gọi là cái gì? Tự nhiên mình quên mất nhỉ? Communists, communist Call me, yeah. <laughs> tự tự nhiên mình đảng 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 cộng sản đúng rồi. Những cái thông điệp liên quan đến cộng sản của Trung Quốc hoặc là gain access tức là kiểu có được cái uh... Sự truy cập đúng không vào những cái dữ liệu Vô cùng nhạy cảm Về những người dùng ở nước Mỹ của TikTok <laughs> Nhiều khi Nhiều khi mình quên mất à, Không phải kiểu quên đảng đâu nhé Mà kiểu như bây giờ đang đang từ tiếng Anh ấy Về tiếng Việt ấy Đôi khi quên mất ý nghĩa của nó Rồi Communist là Liên quan đến đảng viên đúng không là Liên quan đến những người kiểu cộng sản Và đây là Party tức là đảng nhé Không phải bữa tiệc đâu Nó nói đến đảng đấy đây là Đảng Cộng sản. Chết mấy cái chủ đề này rất là nhạy cảm, khéo tí nữa mình mình đăng suất luôn ạ. Ờ, Đảng Cộng sản của Trung Quốc, đó, còn spread tức là lan tỏa, còn message thông điệp nhé Gain access to cái gì đó thì tức là kiểu mình có được cái sự truy cập, có được vào thâm nhập vào được cái đấy. Đó, và đây là cái sensitive data tức là cái dữ liệu mà nó vô cùng là nhạy cảm tí nữa mất nick top top ngay rồi, tổng thống Biden này đã nói rằng ông ta sẽ ký cái dự luật của nhà trắng nếu như mà nó được đặt vào đặt lên cái bàn làm việc của ông ấy. Nhưng mà sự phản đối của ông Trump đối với lại cái chính sách này thì đã đã tí, đã ra tín hiệu cho Bắc Kinh rằng nó có thể giữ cái ôi, nó có thể giữ ngồi yên vị trí của nó đó nó có thể ngồi yên vị trí của nó chủ đề nhanh nhạy cảm lắm rồi ơi không đùa được đâu <laughs> chính trị mà nào tổng thống Biden này đã nói rằng ông ta sẽ sign đúng không the house bill tức là cái dự luật của nhà trắng nhá nếu như mà it came to his desk uh, nó xuất hiện trên cái bàn làm việc của ông ta cái opposition tức là sự phản đối của ông Trump mình thấy hay mỗi cái câu này, này. tí nữa mình dịch cho mọi người Uh, to the legislation tức là cho cái dự luật đó nhé cho cái gọi là cái nhánh luật đấy signal nó dùng ở dạng động từ tức là ra tín hiệu cho ai đó danh từ nó là tín hiệu mà rồi đây này keep its powder dry các bạn biết vì sao là ở đây nó có nghĩa là kiểu như không cần phải làm gì hay là kiểu ngồi yên đâu bởi vì cái powder này này có thể hiểu là cái bột súng đấy bây giờ mình không sử dụng cái bột súng đấy đúng không tức là kiểu như mình không có dùng bất cứ vũ lực gì cả mình không có gọi là đưa ra cái um, aggression của mình ngồi yên thôi cứ để ông ấy lo Được, keep his powder dry ý của nó có nghĩa là kiểu như là cứ ngồi yên không cần phải động động tay động chân không cần phải gọi là lôi súng ra bắn đâu cứ để tao được cứ để tao <laughs> đấy nó hay ở chỗ như thế đọc cái nó có thể hình dung ra được luôn đó rồi Không cần phải gọi là lôi súng ống gì Cứ để tao lo đúng không Chúng mày cứ ngồi yên đi Nào tiếp theo này Cái quan điểm đối lập của ông Trump Took the win out of this bill sales Lại ẩn dụ Nó lại ẩn dụ rồi các bạn ơi Tức là thế nào nhỉ Cái sự phản đối này Cái quan điểm phản, phản đối của ông Trump đã <laughs> Cái sale là cái cánh buồm cái win là cái cơn gió và có nghĩa là kiểu nó đã mang gió ra khỏi cánh buồm. Đấy thì nghĩa ẩn dụ của nó là gì? Ờ, à, có nghĩa là kiểu nó đã À, hiểu rồi. Nó đã nhá, kiểu như nó nó đã hướng cái dư luận không còn nhắm vào cái dự luật đấy nữa. Đó, chúng ta có thể hiểu nó như thế. Không không phải là là bãi bỏ đâu em ơi bởi vì cái luật này nó vẫn có mà đúng không nó có vẫn có cái bill đấy mà đây nhá take the wind out of this bill sales tức là nó mang gió ra khỏi cánh buồm của cái dự luật đấy à, vậy thì tức là nó 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 hướng cái dư luận đúng không không có nhắm vào cái điều luật đấy nữa đấy mà nhắm vào ông ta đó à, có thể là hiểu là như thế mấy cái ẩn dụ này thì hơi bị, bị 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 nâng cao các bạn ạ này, tầm C 2 có khi kiểu phân tích nó còn mệt thôi nhé. nào, so so there is reason for Belgium and Biden's to believe this issue will eventually wither away. Uh, thế cho nên là có cái lý do để cho Bắc Kinh và cái công ty Biden để mà tin rằng cái vấn đề này nó rồi suy cho cùng nó cũng sẽ được uh, êm xuôi thôi. đó, nó sẽ kiểu như là thoái trào thôi. Đấy, bởi vì ông Trump, ông ấy hứng hết gạch đá rồi Đó, Ông Trump, ông ấy hứng hết gạch đá rồi Gọi là take the win out khỏi cái luật đấy mà đấy, Hay nhỉ, đúng không? Đấy, kiểu hướng cái dư luận ấy Rời xa khỏi cái luật đấy Và tiếp theo, wither away ấy, Thì cái từ wither nó coi là kiểu co lại, sun lại đấy, Một thứ gì nó bị héo, đúng không? Đấy, nó bị sun cell, Sun cell, sun cell. Sun sun lại Đấy, thì gọi là wither away cái vấn đề đấy dần dần nhá nó thoái trào thôi ẩn dụ hết mà Nào, ông Kevin Su nói này đó là người thành lập uh, thành lập tổ chức vốn ấy, được liên kết giữa các quốc gia uh, cái tổ chức mà nó được gọi là đặt trụ sở ở nước Mỹ rồi cái capital tức là cái vốn cái, cái gì take the wind out of This bill sail khiến cho nó thuận buồm xuôi gió. Không không. Nếu thế thì không phải đâu. Nếu thế thì nó phải là put the wind in this bill sails, đúng không? Đặt gió vào cánh buồm thì nó mới gọi là phăng phăng nó đi chứ. Còn đây là kiểu lấy gió ra khỏi nó khiến cho nó còn kiểu không có động lực để mà đi nữa. Đấy hoặc là kiểu khiến cho nó bị bị chìm xuống. Nhớ nhá. Nếu mà ẩn dụ ấy thì nó phải là put wind, Đấy, put wind into cái đấy sale thì có nghĩa là kiểu tạo động lực tạo lực đẩy cho nó đi đúng không put wind into cái gì gì đó sales đấy các bạn dùng cái nghĩ ẩn dụ của nó ấy. rồi thêm gió vào cho cái cánh buồm để cho nó băng băng để cho nó phát triển để cho nó cải thiện để cho nó cứ thế mà tiến lên à, nhưng mà đây là kiểu lấy gió ra khỏi buồm nhé rồi tiếp theo này uh, US based tức là có nền tảng được đặt ở US founder đúng không của cái capital tức là cái người thành lập cái quỹ tín dụng đấy thôi cái quỹ vốn và đấy chính là một cái hedge fund này đã invest in artificial intelligence technologies đó là một cái quỹ một cái quỹ mà nó đầu tư vào công nghệ um, trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo rồi, các bạn đọc mấy cái này nó ẩn dụ cao lắm Thì ban 8 nó là thế mà đúng không? Ban 8, ban 9 mấy cái báo như thế nó ẩn dụ cao lắm thì đôi khi chúng ta kiểu kể cả có tra từ điển ấy cũng không hiểu được bắt buộc mình phải hình dung ra cái hình ảnh đó tức là kiểu nó đặt gió vào nó lấy gió ra ok tiếp theo à đây chính là cái ceo của top top <laughs> nào top top says it has taken steps to protect american american users data uh, top top đã phát biểu rằng nó đã có những cái bước để mà bảo vệ dữ liệu của người dùng mỹ cũng như là cái quyền riêng tư của họ take steps đúng không? Tức là có những cái bước đi, có những cái kiểu như là tiến triển đó, trong cái quá trình đấy. Anh người đọc báo nhiều, đọc nhiều mấy báo như thế này tăng ban không? Khi đấy nhá, em đọc cái thằng IELTS, em thấy nó như trẻ con đấy. Nó cũng kiểu ngôn ngữ nó tựa tựa như nhau đúng không? Đọc dễ hơn nhiều. Nào, top top thì đã đề xuất một cái sự bố trí để mà lưu trữ dữ liệu người dùng của nước mỹ này uh, trên những cái hệ thống dữ liệu nội địa được kiểm soát bởi oracle chúng ta sẽ có cái từ propose đúng không tức là kiểu đề xuất một cái thứ gì đấy. đề xuất nhá hoặc là kiểu uh, mình 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 gợi ra ấy, cho người ta để mà thực hiện cái giải pháp đấy propose arrangement sự bố trí sự sắp xếp store nó dùng ở dạng động từ tức là lưu trữ cái us user data này tức là dữ liệu người dùng của nước mỹ nhé và domestic tức là nội địa thuộc về kiểu lãnh thổ đúng không Ser server cái server mà chúng ta hay gọi đấy được kiểm soát bởi oracle này nhưng mà cái nỗ lực đó nhưng mà cái nỗ lực để uh, xử lý những cái quan ngại về chị em quan ngại về sự an toàn của những người làm luật của những người kiểu như trong chính phủ ấy thì nó vẫn chưa có có come together tức là kiểu nó vẫn chưa có hoàn thiện đấy nó để lại một cái sự tin cậy hoàn toàn là bằng không giữa top top cũng như là Washington ở cái thời điểm này ông Su nói à, chúng ta sẽ có cái từ này effort chính là cái nỗ lực để address concerns đó để mà kiểu xử lý uh, Giàn xếp những cái quan ngại về mặt chị em hay là kiểu quan ngại về sự an toàn Bởi vì security concerns, tức là cái cái quan ngại sợ rằng là kiểu như chúng ta sẽ bị tấn công đấy, Dữ liệu Rồi, come together đúng không? Tức là cái effort đấy không có come together Nó không có kiểu hoàn thiện Nó không có kiểu như mọi thứ nó được chụm lại với nhau Chúng ta cứ hiểu nhé Come together, tức là nó tạo thành một khối Đấy, vậy thì tức là kiểu nó mang tính chất hoàn thiện thôi Finish, completed đúng không? và đây absolutely zero trust không hề có bất cứ sự tin tưởng nào giữa top top cũng như là washington uh, dẫu cho những cái năm hơi khó để mà dịch chỗ này đúng không despite years of scrutiny dẫu cho rất là nhiều năm trong cái quá trình xem xét rồi nhưng mà cái công nhưng mà cái công ty của trung quốc thì vẫn có cái uh, quyền sở hữu top top đấy và thậm chí kể cả khi kể cả nếu như những người dự luật ở Washington đồng ý để mà thúc ép một cái lệnh bán thì những người cầm quyền ở Bắc Kinh đã cảnh báo trong quá khứ rằng một cái giao dịch như thế thì nó sẽ phải cần đến sự chấp thuận của họ tức là nó không đồng ý bán đâu kể cả khi mà thằng Mỹ muốn mua scrutiny nhá thì ý của nó bằng thác cổ ở address bằng thác mấy em Đấy, nếu mà kiểu nghĩa um, xử lý nha nó mang tính chất là xử lý một thứ gì đó scrutiny có thể coi như là cái sự xăm soi ấy hay là kiểu cái sự mà nó gọi là sao nhỉ investigation thẩm tra người ta cứ đổ dồn hết mắt vào cái đấy, đấy người ta phân tích đúng không người ta soi xét xong rồi là người ta kiểu mang tính chất là là, là giới hạn nó thì đấy gọi là scrutiny Nhá, scrutiny là như vậy ví dụ à, bây giờ này một cái scandal của ai đó đúng không xong rồi bị công chúng mổ xẻ bị công chúng kiểu xăm soi ấy, soi xét thì tất tần tật những cái sự soi xét đó nhá, nó gọi là scrutiny rồi. và kể cả nếu như đúng không những người dự luật này ở washington đồng ý là force tức là thúc ép một cái lệnh bán yêu cầu chúng mày phải bán cho tao á. thì những người đứng đầu ở bắc kinh đúng không thì đã cảnh báo trong quá khứ rằng là such tức là nhấn mạnh. Không transaction là sự giao dịch em ơi. Sẽ là lệnh trừng phạt được. nhé transaction tức là giao dịch. Cái giao dịch như thế thì nó vẫn cần đến cái sự chấp thuận của họ. Rồi năm 2020 này khi mà một cái lệnh bán một cái uh, cuộc mua bán về TikTok, về về về, về TikTok với uh, những người đầu tư ở Mỹ bao gồm những cái nền tảng như kiểu Oracle và Microsoft thì mặc dù nhá khi mà cái lệnh mua bán đấy, cái giao dịch đấy có vẻ là đã được chốt lại rồi thì chính phủ Trung Quốc lại làm sao? Chính phủ Trung Quốc lúc đó lại uh, khẳng định cái vị thế của họ ấy, khẳng định cái vị thế của họ với lại những cái mặt hàng xuất khẩu mà nó được coi như là nhạy cảm tức là kiểu nó làm sao mặc dù cái chốt đấy đúng không cái deal đấy có vẻ là close có vẻ là chỗ là 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 xong rồi nhưng mà trung quốc lại 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 giống như kiểu là bây giờ ngăn chặn cái việc xuất khẩu những cái hàng hóa mà nó coi như là nhạy cảm sang mỹ đó chúng ta có thể coi như thế rồi đây chúng ta nhé appear to be close đúng không tức là cái sale này này có vẻ là close có vẻ là kiểu được chốt rồi đấy nhắc cứ tự assert một thứ gì đó tức là kiểu mình khẳng định khẳng định một mực cái đấy, đấy thì gọi là assert. Đấy, ví dụ assert cái power của mình đúng không? Tức là kiểu mình khẳng định cái chủ quyền, khẳng định cái sức mạnh của mình. Và đây authority đó là cái cái mức độ quyền lực đấy hoặc là kiểu cái quyền lực nói chung thôi. Rồi và đây là khẳng định quyền lực của nó nhé. Đối với lại những cái mặt hàng xuất khẩu đúng không? Mà nó được cho rằng là nhạy cảm. Những chuyên gia tin rằng là những cái luật những cái luật mà nó bao gồm những mặt hàng công nghệ như kiểu là thuật toán mà nó kiểm soát uh, top top ừ. rồi thì từ từ chúng ta sẽ có exp uh, experts, đúng không? chuyên gia tin rằng này those rules những cái luật đấy, những cái gọi là quy định đó encompass một thứ gì đó nhé thì tức là nó giống từ include đấy tức là kiểu bao gồm ấy bao gồm cả những công nghệ như là algorithm đúng không tức là thuật toán nhưng mà thuật toán này có mệnh đề quan hệ này thuật toán mà nó 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 nó, nó um, kiểu nó nó tạo dựng lên top top đấy tức là kiểu không bán cái thuật toán đâu nhá bọn tao không có bán cái mặt hàng xuất khẩu công nghệ đấy đâu đúng không mua thì mua nhưng mà kiểu ta không bán cái cốt lõi công nghệ đâu cái từ power này này nó dùng ở dạng động từ tức là cung cấp năng lượng cho thứ gì hoặc là kiểu cung cấp cái nguồn cho nó chạy, rồi cái quyết định đấy thì nó hiệu quả trong cái việc xua đuổi những nỗ lực để mà giành lấy top top của những cái người đầu tư của bên mỹ, đấy. thì the move chính là cái hướng đi đúng không, cái lối đi hoặc là nghĩa ẩn dụ tức là cái quyết định để quyết quyết định này, rồi từ từ schedule nó không phải là xua đuổi nhưng mà mình dịch cho nó thuận nghĩa thôi. Scuttle đó là một cái hành động mà nó chạy những bước nhỏ chạy những bước nhỏ thì các bạn hình dung ra nó có thể là những cái con như kiểu con nhện được không hoặc là những cái con uh, Dết hoặc là những cái uh, đứa trẻ con đấy thì khi mà chúng ta kiểu như xùa xùa chúng nó ấy hù hù, đấy thì có phải là chúng nó sẽ sợ chúng nó chạy đi đúng không vậy trong cái văn cảnh này nhé nó dùng ở dạng ẩn dụ thì tức là nó phải là xua đi đấy ý nghĩa của nó là như thế xua xua đấy xua đúng không? Xua đuổi Nó dịch như thế nó nó hợp lý Chứ còn bình thường từ này nghĩa đen của nó là chạy những bước nhỏ Thường nói về con nhện hoặc là đứa trẻ con á à. à, Nhưng mà nó đi với attempts Thì trong văn cảnh này nó coi là xua đuổi nhá Những cái nỗ lực để mà put TikTok in the hands Đúng không? Tức là chiếm đoạt còn gì nữa à? Đặt cái đấy vào tay mình à. Các bạn thấy <laughs> ngôn ngữ ban tám nó kinh khủng không? Nó sẽ kiểu toàn dùng ẩn dụ như thế thôi mình phải kiểu hiểu cái từ đấy rất là sâu á thì mới có thể hiểu hoàn toàn comprehend được nó. Now. Những cái lệnh cấm kiểm những cái lệnh kiểm soát về mặt hàng xuất khẩu thì có nghĩa rằng Trung Quốc sẽ có thể ngăn chặn cái sự mua bán của chính cái thứ mà nó khiến cho top top rất là gây nghiện toàn cầu. Chính là cái thuật toán mạnh mẽ của nó. Đấy từ từ divine users từ từ users interest cái thuật toán của nó để mà nó có thể làm sao nhỉ ờ, có thể coi như là kiểu như nhận diện cái sở thích của người dùng để mà có thể mang đến cho họ những cái video hết video này đến video khác nào cái từ control đúng không tức là export controls đấy ý của nó là những cái sự kiểm soát về xuất khẩu Đó. Uh, block the sale tức là kiểu ngăn chặn cái sự mua bán đấy nhá của chính cái thứ này khi mà very nó cộng với danh từ tức là nhấn mạnh cho nó chính cái thứ mà khiến cho tiktok đúng không nó rất là addictive đó là cụ thể hơn chính là cái powerful algorithm nhưng mà từ divine thì tự nhiên mình thấy nó hơi bị dở người bởi vì divine tức là kiểu nói đến những thứ gì nó thần thánh đúng không đấy đấy nhưng mà từ từ nó dùng ở dạng động từ divine. Đây nhá, mình có thể suy luận như thế này ẩn dụ cho mọi người nhá. Nếu như divine là thần thánh thì thần thánh có cái gì xung quanh có ánh sáng đúng không? Đấy, vậy thì khi mà nó dùng ở dạng động từ như thế này tức là làm sáng tỏ, làm rõ ràng. Đấy, vậy thì đi với interest, đi với sở thích, đi với lại những cái gọi là ưa chuộng á thì có phải là nó nó dọi sáng đúng không? Hay là nó kiểu có thể kiểu như là chỉ chỉ um, định rõ ra được ấy, định rõ ra được những cái sở thích của người dùng ấy. Ừ. nó dùng từ kinh khủng quá bởi vì là divine thì bình thường các bạn sẽ nghĩ đến thần thánh nghĩ đến kiểu như đây này Chúa trời xong rồi là sự tôn trọng như các vị thần nữa nhưng mà nó dùng ở dạng động từ thế mày mày sợ cơ ở đây dùng ở dạng động từ nhá thì ý nghĩa của nó là đoán đó đoán thế thì như vừa rồi mình cắt nghĩa cho chúng ta theo cái trạng thái mà hiểu ẩn dụ á như kiểu là ánh sáng đúng không nó soi sáng rồi là nó có thể kiểu như là làm cho nó rõ ràng hơn đó. Ok làm cho nó rõ ràng hơn nhé Làm những cái sở thích của người dùng nó rõ hơn này Để có thể serve, phục vụ họ hết video này đến video khác Đấy, Các bạn thấy rằng là ở những cái level cao ấy Là đa phần nó sẽ không còn dịch nữa đúng không Hoặc là kiểu nó không có conform một cái từ nhất định vào một cái ý nghĩa nhất định của nó đâu Mà nó sẽ hiểu kiểu như là hình ảnh xong rồi là sâu hơn á Đấy để mà từ đó nó hình dung ra được hết ngữ cảnh này đến hết ngữ cảnh ngữ cảnh khác. Và như thế này, ai mà nói rằng là nó sai collocation đâu. Đâu là một cái tờ báo mà nó kiểu chính thống xong rồi là kinh khủng như thế này, không sai được. Đó, và đấy có nghĩa là kiểu như soi sáng nhá những cái sở thích, những cái sự ưa chuộng của người dùng. Rồi, ở trong Trung Quốc này thì cái niềm tin của những người mà nghiên cứu cũng như là những người commentators tức là những người nhìn vào vấn đề và đưa ra bình luận của mình ấy, thì đó là Bắc Kinh sẽ không có cho phép cái công ty Biden để mà bán đi cái công nghệ này đâu cho những cái công ty nước ngoài đâu. À, academics đó là những nhà nghiên cứu trực tiếp người ta nghiên cứu vào cái lĩnh vực này đúng không? Đấy, còn commentators đó là những người đưa ra bình luận thôi. Kiểu người ngoài ấy, xong rồi nhìn vấn đề xong rồi bình luận. Đó, đọc The Economist cũng soi sáng lắm. Ừ nói chung là mấy cái tờ báo đấy đã gọi là trả tiền rồi đấy nên nó phải khác chứ em nó còn quá cả gọi là đọc IELTS từ từ mình đọc đến đâu nhỉ thôi đọc 35 được rồi đọc nốt đoạn nhé 184.000 nhé bất cứ một cái sự mua bán nào đối với lại cái nền tảng top top mà không có cái công nghệ lõi về thuật toán của nó ấy, thì nó sẽ để từ từ nó sẽ nó sẽ để lại cho những người um, khách mua tiềm năng với một cái sản phẩm mà nó ít thu hút hơn rất là nhiều, hay một cái sản phẩm nó có ít sự hấp dẫn hơn rất là nhiều. Đấy, ông Jin uh, ông ấy nói là chúng ta sẽ core đúng không? nói về lõi và đây là algorithm tức là cái um, thuật toán lõi của nó, potential buyer tức là cái người mua mà có tiềm năng bởi vì potential là tiềm năng mà và này, much less appealing product, tức là một cái sản phẩm mà nó không có appeal, đúng không? Appeal thì nó giống cái từ attract, tức là thu hút thôi, lôi kéo người ta thôi. Appealing tức là uh, attractive. Ừ. Và đây là much less, đúng không? Ít hấp dẫn hơn rất là nhiều. Rồi, ông Jim Caron, ông ấy là một uh, giáo sư nghiên cứu cái mối quan hệ quốc tế ở trường đại học Remnant ở Bắc Kinh. That relations nhá, yeah, nó giống cái từ nó gọi là links đúng không? Những cái liên kết, những cái mối quan hệ quốc tế. Ông ấy nói với lại cái nền tảng truyền thông uh, xã hội, no, nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc Weibo trong một cái bài đăng vào thứ năm mà nó đã thu hút đến 184.000 views. Ừ. Uh, Weibo chính là một cái social media platform nhé, yeah, social media platform nền tảng còn post thì ở dạng danh từ nó là một bài một bài đăng rồi ừ. uh, uh, mấy từ truyền thông hay chưa này nào nốt nhá từ chúng ta sẽ thấy là media thì có phải là truyền thông và state control tức là truyền thông mà được kiểm soát bởi chính phủ trung quốc uh, thì nó phát sóng phát đi phát lại một cái nhận định vào thứ năm được đưa ra bởi bộ <laughs> tí nữa đọc thành từ bộ pháp thuật À, à, bộ bộ gì nhỉ? Bởi vì đọc Harry Potter nhiều ấy, xong rồi nhìn từ ministry à, bộ đây bộ này này. Bộ này nó là bộ gì nhỉ? Bộ 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 về um, liên kết uh, quốc tế đúng không? Right. Rồi có thể hiểu là như thế nhé <laughs> Tí nữa đọc thành bộ pháp thuật. À, chúng ta sẽ có từ circulate đó, thường các bạn nghĩ đến từ Circle ấy Nhưng mà nó thường từ Circulate này nó nói đến mạch máu Tức là kiểu máu nó lưu thông Thì tức là máu nó đang Circulating Thế thì khi mà nó dùng ở dạng truyền thông Thì tức là tin tức nó cứ thế được xoay vòng Nhớ nhá, nó được kiểu như là đưa, đưa tin hết những nền tảng này cho đến nền tảng, nền tảng khác Đấy Còn đây là bộ gì? Bộ Foreign Affairs Affairs thì nó giống từ Matters Tức là các cái chuyện xong rồi các cái việc Đó bộ bộ ngoại giao đó nó có thể coi như là bộ ngoại giao đấy nó trích dẫn nó trích dẫn rồi nó đã trích ra này nó đã trích ra cái sự đối đãi đối xử với lại TikTok như là cái bằng chứng về cái double standards tức là cái, cái tiêu chuẩn hai mang của um, nước mỹ đấy chúng ta sẽ có từ sai tức là trích dẫn một thứ gì đó nhé The treatment tức là cái sự đối xử với TikTok đúng không Đấy, theo cái chủ nghĩa đó là uh, hai mang double standards nó kiểu quy chuẩn kép Đấy, các bạn thấy ừ đúng rồi tiêu chuẩn kép đúng không nó kiểu như là một mặt thì nó ừ như thế này nhưng mà mặt kia thì nó lại không không Đấy, rồi tiếp theo nhé trong cái việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của nước mỹ tức là một một bên thì kiểu cho phép nó lưu hành nhưng mà một bên thì lại bãi bỏ nó Uh, freedom of speech không? Cái quyền tự do ngôn luận Rồi trên những nền tảng truyền thông Mạng xã hội của Trung Quốc Thứ mà nó được bôi nhòe uh, Không phải bôi nhòe đâu <laughs> Mình nhìn từ này <laughs> Quen quen quá thì thì dịch nó bôi nhòe thôi Nhưng mà thực tế ra nó bị gì nhỉ uh, Tiếng Việt có thể dùng từ gì được ta Che mờ Đúng không hoặc là kiểu bị Không nó có từ chuyên ngành ấy kiểm duyệt á Đấy chứ còn các bạn mà nhìn từ này rất là quen thì sẽ nghĩ rằng nó bị làm mờ đúng không? Nó bị bôi nhòe đi. Nhưng mà đúng ra nó gọi là kiểm duyệt á. Thứ mà được kiểm duyệt. Ừ. Thì cái hành động thúc đẩy này của Washington này nó đã gây ra, nó đã châm ngòi cho những sự phẫn nộ ấy, đối với lại sự đối xử uh, những sự phẫn nộ của công chúng với lại sự đối xử của nước Mỹ với những công ty Trung Quốc xem nhiều thì biết gọi là xem nhiều thì không cần phải dịch tiếng Việt từ này cũng biết được rằng là nó sẽ che mờ đúng không censored nhưng mà đúng ra ý nghĩa của nó đã được kiểm duyệt đó. được kiểm duyệt the push là cái cú đẩy nhá vậy thì tức là cái lực ép hoặc là cái sức ép được gây ra ở Washington đó. stoke stoke stoker chính là một cái lò nung ở trong tàu tàu hỏa Đấy, thế thì khi mà kiểu nó dùng từ stoke tức là nó thắp lên nó, nó nó thổi lên một thứ gì đó, giống kiểu thổi lửa, đúng không? Thì outrage chính là một cái sự thịnh nộ, ấy, phẫn nộ của công chúng nhé Thậm chí cái từ stoked này này nó còn hay ở chỗ các bạn mà cảm thấy hứng thú Hưng phấn, ấy, có thể bảo am I'm stoked Đó, tôi được thắp lên Đấy, tôi được kiểu như thổi lửa lên, rất là hưng phấn rồi Rất là kiểu như, 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 như phấn chấn về cái việc đấy rồi I'm stoked uhm. OK nhá, thì đọc đến đây thôi được không? Đó đọc đến đây thôi hết. Mình nhìn qua cũng thấy hết những cái từ mà nó gọi là chuyên môn rồi, đấy, commenters này, rồi characterize. Nói chung là free market competition đúng không? Một cái sự cạnh tranh mà nó gọi là uh, tự do, kiểu chợ nào nó cũng cạnh tranh được ấy, không có bất cứ một cái ràng buộc gì á. Template, tức là kiểu một cái quy chuẩn đúng không cho Washington này để mà uh, chống lại những cái công ty công nghệ được sở hữu bởi Trung Quốc chúng ta thực sự có thể kinh doanh như thế này được không ông Shenji hỏi này và đó là kiểu một cái nhà chuyên môn đúng không uh, liên quan đến Cyberspace Governance tức là kiểu như kiểm soát uh, rồi là quản lý về công nghệ cyber ấy. Đấy, ở cái trường đại học này này À, lại dùng từ Will một lần nữa nhé Will the concept tức là sử dụng đến cái khái niệm về National Security là một cái khẩu súng Tức kiểu là một cái vũ khí đúng không? Là một cái phương tiện để mà chống lại một thứ gì đó à, Nhiều thứ hay nhỉ đúng không? Sell it off find, find other companies này để mà work này for, for your own good tức là vì lợi ích riêng của bạn đúng không? đúng không? Vì chính lợi ích của bạn thôi Còn Briefing thì đó là kiểu như cái sự lược tin tức cái sự kiểu thông báo tin tức vắn tắt cho ai đó đấy. Right. Uh, một spokesman tức là kiểu một người đại diện phát biểu này demur Ờ, uh, demur từ từ demur đó là gì nhỉ? tự nhiên quên mất nhỉ tức là ông ấy demur ông ấy than vãn à hay à, hoặc là kiểu ông ấy thể hiện những cái sự kiểu như là là là, là khó chịu bất bình của mình ấy khi mà ông ấy được hỏi về những cái chuyển biến mới nhất trong cái vụ uh, hỗn loạn về top top ở Washington này, right. nhớ nhá, Demur tức là như vậy. Ok, thì mấy cái bài này mình sẽ copy lại xong rồi là mình uh, để vào trong một cái thư mục riêng. Đấy, tất cả mấy buổi tối nay đều đọc báo thì mình đã copy lại rồi nhá. Các bạn sẽ không có truy cập được vào cái trang này bởi vì nó mất phí. thì lúc đó mình sẽ copy vào, đó, đẩy ra một cái file riêng cho chúng ta nếu mà các bạn muốn đọc lại các cái cấu trúc nó nhiều lắm tỷ tỉ tỷ tỉ. ok còn bây giờ nhé mình sẽ quay ra chắc là ừ đọc một tiếng Harry Potter gì đấy